Dạ vâng ạ, em Uy xin chào tới toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh youtube của siêu thị hàng bãi b Mai Audio các bác nhé Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các buổi video khác thôi Thật lòng mà nói em cũng không biết nói gì hơn à, Các bác cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể à, Mong các bác thật nhiều sức khỏe thì em vui rồi các bác ạ Vâng, thì hôm nay, hôm, hai ngày hôm nay vừa rồi là Em cũng cho anh em có nhà, anh em thợ làm bên em ạ Cũng đóng gói hàng từ đầu năm bây giờ là cũng hơi mệt nhọc Thì vừa rồi hôm qua hôm kia là em cho đi, anh em đi 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 sầm sơn flc là anh em ăn chơi hai ban ngày thì cũng mệt mỏi và uh, hôm nay chủ nhật lại cũng không đi làm được thì hôm nay chủ nhật em lại vừa cặp bến về là lô loa săn xui uh, loa kéo các bác nhá thì các bác uh, anh nhắn tin và gọi điện cho em rất chi là nhiều và cửa hàng của chú lớn và uy tín như vậy sao chú không nhập loa kéo về chú bán thì hôm nay là uh, em chính thức em đã cũng về được uh, một lô loa kéo các bác nhá và đồng thời nữa là cả súp uh, dk các bác nhá dk súp kép sử dụng driver tất cả của italia là của rcf thì uh, đối với cả súp này thì các bác cuối video em sẽ cho các bác xem các bác nhá Và thì ngay bây giờ là em cũng có bán cả chân hoa luôn các bác nhá chân hoa thế này này để em cho các bác xem Đấy, em, em cũng giới thiệu cho các bác này chân hoa này thì nó đẹp tuyệt vời luôn thì nói thật lòng mà nói là chân hoa này em chỉ bán cho vui thôi cái thứ nhất là em bán là để cho uh, ông chú ở ngay ngay nhà bên cạnh ấy, uh, gần nhà em đây là ông ấy làm mộc mà như năm nay mộc mạc là cũng đói kém thì uh, em uh, cũng tìm hiểu rất chi là kỹ càng rồi trên mạng là bán chân hoa này là hơn một triệu một cặp đấy các bác nhé hơn một triệu cặp nhưng mà họ hoàn toàn là sử dụng là tất cả là ván ép à, ván công nghiệp của đài loan ấy các bác thì à, nó rất chi là bị nhanh mục và nhanh hư hư hao thì cho nên rằng là em đã quyết định là em tìm hiểu rất kỹ rồi thì em đã là để cho chú ấy đóng là À, mấy chục cặp này thì để em bán cho các bác những có nhu cầu các bác cần tất cả những căn phòng của nhà mình ví dụ phòng mới xây nhà đẹp và không có kệ để loa hoặc là không có tủ thì các bác hãy uh, mua ngay cặp chân loa này thì em bao cho các bác là bằng gỗ các bác nhá đây là các bác này bằng gỗ là gỗ nguyên khối các bác nhá bằng gỗ xịn cho các bác đồng hàng gỗ sồi các bác nhá chứ không phải là ván ép Đấy, nếu như ván ép các bác trả hàng này cho em và họ tất cả là chú đã làm bu phun bu bóng cho các bác thì không bao giờ sợ bị là có nhìn bị uh, nước bị lở loét các bác nhá bị lở thùng à, cũng như bị lở như cái chân loa của trên mạng người ta bán đồng ý rằng em nói với các bác này đồng ý rằng trên mạng em đã mua rất nhiều rồi về để em làm mẫu rồi về là em cũng mua hộ rất chi nhiều rồi mà trên mạng bán hơn một triệu một cặp cơ mà nhưng là các bác biết xong là họ cái hoa văn của họ thì là có như là em có phần là, là 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 lỗi đẹp hơn có như là hai bên này họ đã khắc chữ này này các bác nhá khắc chữ này rồi là công phượng này là em công nhận là đấy là công nhận là đẹp thật cơ mà nhưng mà không có ấy các bạn không có bền tại vì toàn là gỗ công nghiệp thì em uh, bán cho các bác cái đôi chân loa này em thật sự mà nói các bác, bác nhé em bán chơi thôi 900.000 đồng cho một cặp 900.000 đồng cho một cặp là em bao các bác là nếu như mà không phải không đúng gỗ không đúng đẹp như thế này là các bác trả hàng lại cho em các bác nhé Đấy này em bán cho vui thôi nào, còn các bác quan tâm tới nên các bác tin tưởng các bác nhìn thấy màu gỗ đẹp như thế này thì các bác mua các bác nhé là 900.000 một cặp này em bán tại cửa hàng chưa có bao gồm phí ship đâu đây này em bán hộ thôi các bác nhé em bán hộ thôi là em, em lấy 100.000 tiền đóng hàng thôi đấy em lấy vào 100 nghìn tiền đóng hàng có như là vừa xốp vừa băng keo vừa thợ thuyền người ta à, em người làm thì em phải thuê mà thì là 100 nghìn tiền đóng hàng thì để em bán kèm với cả loa với cả để cho các bác có nhu cầu để cho vui thôi thật lòng mà nói với em không có lời lộng gì ở cái này đâu mong các bác hết sức thông cảm với em bằng gỗ đẹp tuyệt vời bác sồi, các bác gỗ thổi các bác nhá và cái 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 đế chân này cái bản chân này thì em đã thiết kế là to hơn với cả trên để loa các bác nhá. Thì cực kỳ là vững chắc cho các bác, các bác yên tâm, rất chi là đẹp. Các bác để phòng nhà các bác là mới xây nhà hoặc các bác không có kệ thì để rất chi đẹp. Kích thước của con này nó là 65, chiều cao của nó 65 các bác nhá. Chiều cao của nó 65 và tất cả họ đã sơn BU hết cho các bác. Đấy, họ đã uh, BU họ, họ đã sơn nước sơn BU này và sơn bóng cho các bác thì không sợ bị nước. Các bác thoải mái đi. Đó, các bác nhá. Cái này này em đang bán là uh, 900 000 đồng cho một cặp. Hồi trưa này em mới về, em livestream lên cái là các bác đã, đã lấy mấy uh, lấy mấy cặp rồi là gói 900 nghìn một cặp tại cửa hàng nếu như mà cái đôi, cái đôi chân hoa này nếu mà như mà đi gửi bưu điện thì mất chừng 70 nghìn thôi các bác nhé 70 nghìn thôi chứ không cao đâu và trước mặt của em nó đây cũng là cũng bằng gỗ các bác nhé này cũng bằng gỗ luôn nha các bác nhé bằng gỗ chứ không bằng tất cả nếu như mà bằng ván ép họ bằng gỗ kém chất lượng em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác các bác nhá ở trên mạng là họ sử dụng là toàn gỗ ván ép và công nghiệp thôi các bác nhưng đây là mặt trước này cũng bằng gỗ nhưng sơn đen các bác nhá sơn sơn bóng sơn đen thì để mà tạo một cái điểm nhấn thôi các bác nhá tạo một cái điểm nhấn thôi chứ cái đằng gỗ hết các bác nhá thì rất chi là đẹp và đây là chân loa 900 000 đồng cho một cặp. Nếu các bác nào có nhu cầu thì hãy gọi điện và nhắn tin vào số điện thoại của em các bác nhá. Và đồng thời nữa là em được nhận được rất chi là nhiều cuộc điện thoại gọi của tất cả các bác quý khách là tại sao chú không bắn nó kéo. Thì đối với em thì em nó kéo em cũng không cũng, cũng không lấy đâu. Mà nhưng em suy nghĩ mãi thì em tìm hiểu tất cả trên thị trường bây giờ các bác nhá. Tất cả trên thị trường bây giờ bắn nó kéo rất chi là nhiều. Đó. cơ mà nhưng thất lòng mà nói nha các bác em nói câu này ra thì các bác đừng có chửi em bảo là ừ, đồ nhà mày đồ thật còn đồ nhà đồ người ta đồ đẻo thì em xin lỗi các bác em mới nói trước 90% hiện bây giờ các bác cũng đang mua loa kéo là toàn bị loa nháy và loa Việt Nam lắp ráp và Việt Nam tự chế Hương Yên tự chế các bác nha đó còn về cái dòng loa này thì em nói thực sự với các bác rằng nhập chính khẩu của Sam các bác nha các em sẽ có hai mô đen là một là 30 30 thì em chưa về mua mô đen này là 25 các bác nhá. Ấy xin lỗi các bác 20, 20 xin lỗi các bác nhá, 20 chứ không phải 25 đâu. 20 thì em chưa có giá, này em chưa cập nhật được giá. Là mai bắt đầu bà, bà chị dâu bà kế toán vào về thì nhập vào bao nhiêu thì em sẽ cân đối giá. Mà chắc theo em nghĩ là chắc lanh quanh chỉ khoảng tầm 3 triệu thôi. 3 triệu đến 3 triệu mốt là cao thôi chứ không nhiều đâu các bác ạ. Thì em cho các bác đi xem vào thiết kế của em nó. Đằng trước này là cái logo của em nó là san xui bằng nhôm các bác nhá, bằng nhôm. À, nguyên nguyên miếng này và em căng của nó rất là đẹp là mà màn đầu bụi bên ngoài. Và đồng thời các bác để ý cái thùng này, cái thùng này tất cả trên thị trường bán nó kéo hiện bây giờ là toàn thùng gỗ van ép hoặc thùng giấy ép này các bác nhá con thùng này là họ vào thủ, sử dụng là thùng gỗ các bác nhá sơn bóng à, có như là sơn bu và một lớp sơn bóng chống nước cho mình các bác nhìn này sơn bóng và sơn chống nước cho mình đó các bác nhá sơn bóng và sơn chống nước cho mình thùng gỗ cực kỳ đẹp cho các bác này, các bác cực kỳ yên tâm và dưới đây là các bác này dưới chân là có bốn uh, bánh xe để cho các bác dễ uh, dễ dàng di chuyển như các bác là mua tặng cho bố mẹ hoặc là các bác đi mua ra ngoại nhưng là đi chơi ra ngoại mang bỏ ô tô rất là gọn và đồng thời các bác đi thể dục ví dụ các bác mang các, các, các bác sách ra sân vận động ấy nhưng chị em là uh, mua cho vợ sách ra sân vận động và mở nhạc sàn mở nhạc coi như là để có uh, nhận thể dục ấy thì các bác đã cực kỳ tiện lợi cho các bác có công suất của nó cực kỳ lớn luôn đó. và cái đặc biệt nhất là cái con này nó rất chi là nhiều chức năng em cho nên là em chưa cập nhật được là có em chưa thử là có em chưa cập nhật được nó lý do làm sao là để em khai thác và em tìm hiểu hết tất cả những cái chức năng này của nó các nhá tất cả hết những chức năng này của em nó thì bắt đầu là em mới có hướng dẫn được cho các bác thì em mới tham bán ra các bác nhá và nó bảo hành tới một năm các bác là săn xui các bác nhá nhập khẩu chính ngạch của săn xui và đây là các bác này em cho các bác xem về cái đằng sau của em nó đây đấy đằng sau của đây là thiết kế đây các bác này đấy, thiết kế là tay sách và tay kéo đây các bác nhé và tất cả của em nó là các bác mua về các bác sọt uh, các bác trích uh, uh, mã uh, quy đo cho em ra hết thông số và đồng thời hãng coi các, các bác trích mã quy cho em đây này đó. em trích thử rồi các bác cứ về các bác trích hết ra uh, cho em và đồng thời là tất cả là tem bảo hành và đồng thời là chính hãng của em nó đây đây các bác này đó. các bác nhé đó. công suất của con này đây công suất của con này nó lên tới 500W rồi các bác này đó nó tới 500 w đó và tất cả sách bảo hành để hướng dẫn cho các bác đây là cái bản thông số kỹ thuật của em nó là các bác dịch và google dịch được dịch ra hết là cái mô đen và như thế nào là là ở cái loa kéo này nó sẽ có hết đây là loa kéo ship nhập khẩu chính ngạch của Samsung các bác nhé. và các các bác ấy lưu ý cái màu này giúp em này màu tất cả đẹp hết các bác sáng như gương các bác các bác nhìn này soi em sáng gương được luôn mà Đấy, các bác nhìn thấy người em ở trong đó luôn. Em xoay gương được luôn và có cái màu đây này. cái màu gỗ này thì nó rất là đẹp và cái màu này đây các bác này, để em cho các bác này xem đây thì lại màu này hơi 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 thế này do là do cái mắt. Cái mắt của gỗ các bác các bác thấy không? Đó, các bác nhìn này, đó nó, nó là bằng gỗ xịn này các bác. Nhìn. Đây là cái mắt của gỗ này. Đó, còn đây là gỗ thịt này. Đó, đây là họ xẻ là vào cái mắt của gỗ này. này các bác nhìn này, đó và rất chi là đẹp cho các bác. Đó, này em đã về được kéo rồi các bác nhá. Và em về sẽ hai đen là 20 và 30 chứ 25 này em không có. 25 là không không có 20 hoặc 25 thì tất cả các uh, các các, các um, chức năng này thì để mai bắt đầu là tối nay em sẽ test và thầm, uh, em sẽ tìm hiểu và em sẽ chỉnh đấy, em sẽ phải chỉ cho các bác chỉnh giọt đấy các bác nhé và các bác nhìn đây và cặp mic của em nó đây mic của em nó hoàn toàn nó kéo để em nói cho các bác này hoàn toàn nó kéo mic cái vỏ mic này, này thì nó họ sử dụng là bằng nhựa này. các bác nha. mình nhưng đây họ đã sử dụng cho các bác này, này san này chính hãng của san này các bác này họ đã sử dụng cặp mic như cặp mic một cặp mic chuyên nghiệp thôi. các bác nhé họ sử dụng như một cặp mic chuyên nghiệp luôn bằng uh, tay cầm tay cầm mic là bằng nhôm cho các bác nhé là bằng nhôm đồng hàng và tất cả là có cả sách bảo dạ, thứ nước bảo hành này các bác này đó và đồng thời nữa là uh, hộp mic của em đây là các bác nhìn hộp mic của em nó rất chi là lịch sự đấy là bằng vải dù các bác nhé bằng vải dù đó. và khóa kéo đồng hàng cho các bác đó, các bác nhìn. và các bác lưu ý cho em này loa kéo thì em bao hay cho các bác về so với cả tất dòng các dòng loa kéo chứ còn nếu như em quảng cáo mà Loa kéo nó hay hơn là một bộ dàn chuyên nghiệp thì không có đâu các bác nhỉ? không có đâu loa kéo thì em cho các bác về so sánh với cả tất cả các dòng loa kéo của nhà bên cạnh theo hàng nào chính hãng em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác tất cả đầy đủ giấy chứng từ cho các bác các bác nhỉ? thùng bằng gỗ các bác nhìn cái thùng thùng bằng gỗ này, này các bác nhá. móng dây em dài em ca các bác nhìn này không có chảy xước gì đâu các bác đó bằng gỗ tuyệt vời cho các bác và đồng thời nữa em về cả xúc kép này em về được năm cặp xúc kép dk các bạn năm cặp sút kép DK này sút kép DK này thì họ sử dụng tất cả driver là của RCF thì họ sử dụng là cặp bát của RCF còn là DK nhập chính ngạch của sút RCF đây là kép hai uh, uh, bát à, kép là hai bát đúng không các bạn thì họ đã nhập khẩu chính ngạch của của của, của RCF đó, các bạn nhé thì đối với cặp kép này thì nó quá chi là tuyệt vời rồi các bạn đã, đây là các bác còn đó các bác nhìn này chưa có hề dấu hiệu gì mà gọi là bào mòn theo thời gian các bạn còn thắng quắc cho các bác từ hai hai các bác nhá từ 22 côn của nó là côn 100 thì các bác đi làm sự kiện hoặc là các bác đi làm sự kiện ngoài trời thì cặp xúc này nó quá tuyệt vời các bác thùng còn còn cực kỳ đẹp cho các bác đây. Đó, các bác nhìn màng rồi đây Đó. thùng của nó còn cực kỳ đẹp cho các bác các bác nhá và à, chân ở dưới là thiết kế là chân cao su có thể chống chảy vỏ này và đồng chống chống chạy để chống rung lắc này à, các bác nhá và con xúc này nó có hai chế độ chơi cơ các bác nó sẽ có hai chế độ chơi đây Đó. đây là à, bản thông số kỹ thuật để em lại bật để mà lát cho các bác xem. Đó các bác này. Đó. Nó có hai cái chế độ chơi này cái công tác này các bác này, tăng 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 bass và giảm bass này. Đây các bác này. Đó. Các bác này. Rồi anh có nhà anh mua lô và thiết kế này. Đây các bác này. Đó nó có hai chế độ chơi cho các bác nhé Đó. Thế là con số này của bao nhiêu được công bao nhiêu công suất công suất MR max của nó là 1200 W. Công suất MR max của nó tới 1200 W các bác nhé công suất làm việc của nó trung bình của nó là 1.200 w các bạn thì công thức của con quả thuốc này nó rất chi là khủng khiếp rồi đã, thùng của nó còn cực kỳ đẹp đó nhé và cặp xúc này thì em đang bán là 25 triệu một cặp cơ Đấy thì à, à, khách đã lấy rồi em phải lấy một cặp à, gấp về đây để em gửi cho khách để mai à, em gửi đi biểu cho khách các bác nhé vâng thì cũng cuối video rồi em cũng không còn gì nữa và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những buổi video sau và những buổi livestream sau à, các bác em cũng cảm ơn tất cả các bác à, có nhu cầu hay chưa có nhu cầu mua sắm nhưng các bác đã ủng hộ em bằng tinh thần cũng như là bằng những nút like và đồng thời là các bác à, ủng hộ em bằng những lượt đăng ký kênh là rất chi là nhiều thì em cũng cảm ơn tất cả các bác nhé em chỉ mong các bác thật nhiều sức khỏe các bác ạ và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những buổi video sau buổi livestream sau nha các bác nhá và em chào và hẹn gặp lại các bác nhá